Chào mừng tất cả quý hàng đã quay trở lại với cơ sở kinh doanh của em. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Phạm quay trở lại với tất cả mọi người. Các bác ơi, gà hết cũng đã rất là lâu rồi các bạn. Và hôm nay thì bên em thì gia truyền được một mẻ gà, số lượng cũng rất ít thôi nha mọi người nhá. Đó chính là mẫu gà trống và gà mái. Thì bây giờ các bác sẽ cùng em chúng ta hướng lên video. Đây các bác nhìn cũng luôn cho em này. Đấy, các nhìn thấy không ạ? Đây là những chú gà mà bên em mới cho ra lò. Thì cái dòng sản phẩm gà này mọi người lưu ý nhá. Gà này của nó thì tất cả hàng bên em toàn bộ là hàng làm thủ công hết. Thì đối với dòng sản phẩm gà này, mẫu gà trống này, toàn bộ hàng này tất cả lông cũng như là da của nó là lột lõi ở bên trong các bác, lột bỏ ở bên trong đi và bơm cái keo bọt biển vào đây. Một cái lớp chất liệu keo Apro chống nước ấy các bác, hàng keo cao cấp ấy ạ. Thì bơm vào trong này và tạo nên một cái tư thế kích bổi rất là tốt như này. Thì toàn bộ hàng gà này của nhà em, toàn bộ cái xương của nó các bác nhìn kỹ nhá, toàn bộ xương thép hết các bác nhá, cho nên là chân của nó rất là cứng và rất là khỏe luôn. Hầu như là những cái dòng sản phẩm gà này bên em thì có một cái ưu điểm rất là lớn, đó chính là chống nước cao này. Khi mà rơi xuống nước các bác nhấc lên, nhặt lên, chúng ta mang về chúng ta ngoắc ngược lên như này nó lại khô và chúng ta lại đi đánh mọi người nhá. Chống nước cao, với cái thứ hai nữa là lông lá rất là mượt, và cái tư thế, và cái thứ ba nữa là cái tư thế kích bổi rất là tốt và đánh rất là hiệu quả kinh tế mọi người nhá. Tư thế kích bổi các bác nhìn này, đó, cánh dương lên, mồm há ra và mắt lông xù lên như này, đó, mồm mỏ há, cánh dơ, đó, tư thế này kích bổi mỏ há ra mọi người nhá, kích bổi rất chi là hăng đấy ạ. Thì cái hàng này thì để cho các bác giá bao nhiêu ạ? Ngày hôm nay em sẽ báo giá luôn cả gà trống và gà mái. Đây gà mái đây, anh chị nhìn rõ cho em. Đây mẫu gà mái đây, gà mái cũng rất là đẹp luôn. Em gà mái này nhìn rất là xinh đúng không ạ? Mẫu này thì lông lá cực kỳ là mượt luôn. Và cứ thấy tư thế này kích bổi, kích thích các anh trống là rất là hung hăng đến gần lồng chị này để mổ thì đương nhiên sẽ dính bẫy đúng không ạ? Cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay gà mái sẽ rẻ hơn gà trống 10.000 mọi người nhá. Và em báo giá luôn này, gà trống ngày hôm nay sẽ có giá 299.000. Đó, gà mái sẽ có giá là bao nhiêu ạ? 289.000, chênh nhau 10.000. Đó, gà trống là 299, gà mái là 289. Các bác nghe rõ nhá. Đó, em nói chẵn tiền cho dễ nghe này. Đó, gà trống là 300.000, còn gà mái là 290.000. Bác nào yêu thích dòng sản phẩm một trong hai mẫu này thì có thể alo cho em. Và em nói luôn nhá, tiền nào thì của đấy thôi các bác ạ. Các bác nhận hàng bên nhà em về không treo đầu dây bán thịt chó, nhận cái hàng nó đáng đồng tiền bát gạo như thế này, nó rất là đẹp luôn. Thứ nhất là làm rất là cẩn thận luôn, lông lá mượt mà không bị rụng lông, và quan trọng nữa cái hàng này rất là cứng luôn. Mà các bác dùng chúng ta đi đánh ấy, dù mà rơi xuống nước thì Quỳnh Phạm cũng bảo hành luôn các bác, về chỉ cần ngoắc ngược chân lên như này là nó sẽ khô và chúng ta lại đi đánh bình thường rất là bền luôn các anh nhìn nhá. Đó, cái mẫu gà này bằng keo Apro rất là bền luôn các anh nhìn này. Đó, nếu mà hàng nhá mà lông mục em chỉ cần đập như thế mọi người nhìn nhá, là lông của nó sẽ bở ra một mảng này, nhưng còn riêng hàng em không. Đó mọi người ơi, nhìn thấy không ạ? Tất cả hàng mới nhá, các bác đập thoải mái luôn cho em, hàng này chất lượng cao luôn. Tiền nào thì của đấy các bác ạ, đến với em cam kết hàng chất lượng cao luôn. Các nhìn hai mẫu gà này. Đó, gà trống gà mái xinh chưa? Lông lá mượt mà luôn, đẹp lắm luôn cả nhà mình nhá. Nếu các bác nào mà chúng ta đang muốn mua sản phẩm về để chúng ta đi đánh ấy, thì có thể qua shop ủng hộ cho em nhá. Giá cả công khai rõ ràng luôn. Bác nào ok thì chúng ta điện đến để đặt hàng nhá. Còn bác nào không ok có thể bỏ qua video của em ok chưa ạ? Hoan hỉ mọi người nhá. Rồi ok. Và ngày hôm nay thì em muốn lên mẫu gà này và báo giá tới toàn thể anh em rồi. Các bác nào mà có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em. Và ngoài cái mẫu sản phẩm mà ngày hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng thì bên em tại kênh bán hàng này rất là nhiều mẫu mã khác nữa, loa đài âm ly săn bẫy và đầy đủ các loại dòng sản phẩm lưới bên em gia công trực tiếp để phục vụ cho anh em trên toàn cả nước. Đó, một lần nữa chúc các bác chúng ta lên một cái đơn hàng thành công. Chúc các bác chúng ta xem video vui vẻ và đừng quên ủng hộ em bằng chữ đăng ký kênh ở góc bên này mọi người nhé. Đó, xin chào tất cả các bác, hẹn các bác những buổi video sau.